vận động viên môn trượt băng tốc độ Kei Saito của Nhật bị đình chỉ thi đấu tại Olympic Pyeongchang sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với một chất thuốc cấm. Saito đến làng thể vận hội ở Hàn Quốc hôm thứ Hai tuần trước, được lấy mẫu xét nghiệm ngay sau một buổi tập dượt và có kết quả dương tính với chất acetylozamide, một loại thuốc lợi tiểu có tên trong danh sách thuốc cấm. Tòa trọng tài thể thao quốc tế ra quyết định tạm đình chỉ Saito tại Olympic Pyeongchang. Saito nói anh bị sốc trước kết quả này và tự nguyện rút lui để không trở thành một trở ngại cho các đồng đội. Theo AP, Seto là vận động viên dự bị của đội trượt băng tiếp sức 5.000m. Đây là ca doping đầu tiên được loan báo tại Olympic Phương Trang 2018.